Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của Nhân Tướng Học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong Nhân Tướng Học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo, tính cách từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về cách thức xem tướng bàn tay để biết ngay số sướng khổ. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tướng tay xấu thường có những đặc điểm gì nhé. Đối với ngón tay, người có ngón tay cái dày, dài, rắn khỏe là người từ khi sinh ra đã hưởng phúc từ cha mẹ mình. Họ sống lương thiện, nhanh chóng thành công trong cuộc sống, không cần phải lo nghĩ về tiền bạc. Khi sừng thẳng ngón cái lên, thấy nó có hơi cong về phía sau thì là người có tài năng xuất chúng, kiên định làm đâu chắc đó. Nhưng ngược lại, nếu ngón cái cứng thì là người bị động, tự cao, không giàu. Nếu ngón giữa ngắn, vẹo vọ thì là người khá chăm chỉ, kiên trì trong công việc, tuy nhiên lại không có may mắn. Người này thường bị kẻ xấu hãm hại nên vẫn mãi chỉ là nhân viên bình thường. Người có ngón áp út, nghiêng về phía ngón út thì sống khá tình cảm, tuy nhiên thì trong công việc có hơi bị động, chưa biết cách thể hiện bản thân nên cuộc sống vẫn cứ bình bình. Ngón áp út mà ngắn bằng ngón giữa là người đam mê cờ bạc, những trò đỏ đen, nếu không biết kiềm chế sẽ có ngày tán gia bại sản. Đối với đường chỉ tay, đường sinh đạo hay còn gọi là đường sống, đường đời. Đường sinh đạo là đường bắt đầu từ ngón tay cái và ngón trỏ, uốn thành một đường cong quanh ngón tay cái cho đến khi chạm vào cổ tay. Đường chỉ tay này sẽ tiết lộ sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống cũng như những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời bạn. Đường sinh đạo cong, dài và đậm chứng tỏ sức khỏe của bạn rất tốt, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ngược lại, nếu đường sinh đạo ngắn, mảnh, đứt quãng chứng tỏ sức khỏe yếu, dễ mắc các bệnh đường tiêu hóa. Ngoài sức khỏe, đường sinh đạo cũng nói lên phần nào tính cách của con người. Nếu đường sinh đạo ngắn hơi nhạt thì đường này thường sống mà không có chính kiến, cuộc sống của người này ít bình yên, sóng gió. Đường sinh đạo nhạt và bị đứt đoạn chứng tỏ người đó có tính cách phóng khoáng, thích phiêu lưu, mạo hiểm, thích đi đây đó. Cũng chính vì vậy mà cuộc đời họ luôn phải di chuyển nhiều, dễ gặp biến cố. Đường trí đạo hay còn gọi là trí tuệ thường nằm giữa lòng bàn tay giáp với đường sinh đạo. Đường chỉ tay này sẽ thể hiện chiều sâu, rộng của trí thông minh, khả năng tư duy sáng tạo và công danh sự nghiệp của con người. Đường chỉ đạo to, sâu, rõ nét chứng tỏ bạn là người có tâm tính ổn định, trí nhớ tốt, tư duy linh hoạt và rất quyết đoán. Trước khi làm việc gì, bạn đều phải suy nghĩ thấu đáo trước khi ra quyết định, rất có tố chất của một người lãnh đạo. Đường chỉ đạo thẳng và đậm là người thực tế, chủ động, đầy tham vọng. Nếu đường chỉ đạo rộng và cạn, chứng tỏ bạn có vốn hiểu biết nông cạn, thiếu quyết đoán, nhẹ dạ cả tin. Đường chỉ đạo hướng lên trên, bạn là người sống lạc quan, tích cực, có thể chuyển nguy thành an. Ngược lại, nếu hướng xuống, bạn sống bi quan, tiêu cực, mỗi khi gặp khó khăn dễ nản lòng nhục chí. Đường tâm đạo hay còn gọi là đường tình duyên bắt đầu từ dưới ngón tay út kéo dài tới ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Đường chỉ tay này thường thể hiện các mối tình cảm gia đình, bạn bè, tình yêu đôi lứa. Đường tâm đạo dài và mảnh, bạn là người khá yếu đuối, lụy tình. Khi đã yêu ai, sẽ dành cả trái tim cho người đó và sẵn sàng làm mọi chuyện vì người mình yêu. Vì vậy, khi bị phản bội, bạn dễ rơi vào vực thẳm của tình ái. Gò kim tinh nằm ở đốt xương thứ 3 của ngón tay cái, nơi cơ thịt khá phát triển. Gò này là đại diện cho sự nhiệt tình với cuộc sống. Mức độ phát triển của nó trực tiếp phản ảnh đến tinh lực và sức sống của một người. Nếu trên gò má này có vân hình lưới sâu, đậm và rõ nét, cho thấy bất luận sự việc lớn nhỏ nào cũng phải đều tự tay mình làm. Một mặt vì họ không dễ dàng tin tưởng người khác, mặt khác không có ai nhiệt tình giúp đỡ. Đây là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy của tướng tay vất vả bôn ba, đó đây, để lập nghiệp. Sau khi kết hợp với tử vi năm Canh Tý 2020, Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp. Khi có những đặc điểm trên, vận trình của năm Canh Tý 2020 sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở, cẩn trọng, chú ý.
mệnh chủ tuổi Tý. Trong năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế, đương đầu không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế tương đồng, dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn, hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ những mặt xấu xí ra ngoài. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Tý, con giáp này dễ mắc phải bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là đối với người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim và mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với những nữ mệnh hoặc là người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát xin nhắc nhở tuổi Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả hay là những nơi hầm ngầm hang động, những nơi tả khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước đó là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Mão. Tuổi Mão năm 2020 cục diện hình tái tuế, tài lộc sự nghiệp có bước thăng tiến nhưng gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe của con giáp này trong năm không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn, tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường sự nghiệp. Vậy nên, tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp cho tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh sẽ đạt được mục tiêu của mình thuận lợi trên con đường học hành, thi cử, lấy bằng cấp. Ngoài ra, còn có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm cục diện tương hình nên trong năm nay cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa. Đừng thấy rằng thành công mà lơ là cảnh giác. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi của tuổi Mão cho thấy dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng, không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo nhiều chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Theo phong thủy gia cát thì tuổi Mão cần phải lưu ý làm gì tốt nhất phải tuân theo quy định, pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình, cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Chớ để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được, cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời quý thần, hóa giải hạn thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì phong thủy gia cát sẽ tiếp tục tổng hợp về những nét tướng đẹp trên đôi bàn tay. Quý anh chị chú ý theo dõi chương trình. Đối với ngón tay thì ngón cái càng to thì là người có phúc lớn, dễ làm quan hoặc đại gia bạc tỷ. Ngón giữa dài nhất, căng tròn cho thấy đây là người có số mệnh khá tốt, đời sống yên ổn, có nhiều cơ hội đầu tư sinh lợi, khiến cho sự nghiệp sau 30 tuổi lên như diều gặp gió.
Nếu ngón giữa nghiêng hẳn về phía ngón đeo nhẫn thì là người bốc đồng, không có tính kiên nhẫn, đời sống hôn nhân gặp nhiều trục trặc, dễ tan vỡ. Họ có tài sản nhưng không biết giữ, nếu không cẩn thận sẽ bị lừa mà mất hết tất cả. Ngón đeo nhẫn nói lên rất nhiều về đường tình duyên hôn nhân của một người. Nếu ngón áp út này nghiêng về phía ngón giữa thì đây là người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Họ luôn biết cách học hỏi, trau dồi, nâng cao khả năng của mình. Nhờ đó họ nhanh chóng thành công, có vị trí ổn định, nguồn tài chính phong phú. Đối với đường chỉ tay, đường chỉ đạo phân nhánh ở cuối, bạn là người giỏi giao tiếp, biết cách truyền đạt ý tưởng một cách trọn vẹn, từ đó có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nếu đường tâm đạo đậm nét, không có các đường trẻ nhánh và kéo dài hết lòng bàn tay, chứng tỏ bạn là người điềm đạm, ngay thẳng thật thà. Từ đó bạn được rất nhiều người yêu mến, thường gặp suôn sẻ hạnh phúc trong tình duyên cũng như sự nghiệp. Đường tài vận còn gọi là đường thủy tinh, là đường ngắn nằm dọc ở gò thủy tinh, gốc ngón út. Đường tài vận rõ và thẳng, chứng tỏ nguồn tài vận tốt. Nếu có bàn tay này, bạn rất giỏi trong việc kiếm tiền. Nếu bàn tay có gò thủy tinh hồng hào và nổi cộm, chứng tỏ bạn có tài năng kinh doanh, gặp nhiều cơ hội hái ra tiền. Sau khi kết hợp với tử vi năm Canh Tý, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên, vận trình trong năm Canh Tý sẽ có được nhiều thành tựu, tài lộc viên mãn. Đó là tuổi Dần. Sự nghiệp của tuổi Dần trong năm Canh Tý có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan, bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không nắm bắt thì cũng khó mà xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Xem vận trình tài lộc tuổi Dần năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn. Trong năm, đường tài lộc khá tốt, mệnh chủ sẽ đạt được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Có thể được quý nhân phù trợ, tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc sự nghiệp của tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Sửu, mệnh chủ tuổi Sửu vào năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định. Trong năm nay sự nghiệp là trọng tâm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham thấy cảnh công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không được lý tưởng. Học sinh thì tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần có người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ do hung thần thiên công gây ra, khiến cho mệnh chủ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp của tuổi Sửu thì canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa thứ tài. Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tìm đến tận nơi. Trong năm nay thì bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên thì chuyện thăng tiến của tuổi Sửu trong năm nay không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi Mão, bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tí thủy tọa tại chính ấn. Ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón cát thần, hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Ngoài ra thì trong năm nay con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn phù hợp với năng lực của bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều.
do Thái, Tuế, Tý, Thủy và Tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình. Tuy nhiên thì trong năm nay cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng, nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận. Nếu không được thỏa hiệp từ trước thì hậu quả quả thật là khôn lường, có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái Tuế trợ đào hoa nên tử vi của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái Tuế còn mang theo những hung tinh gây rủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì làm gì tốt nhất cũng nên tuân theo quy định pháp luật. Dù chuyện có nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân mà tặc lưỡi bỏ qua. Đừng để cho bản thân và sự sục vọng tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối ẩm ướt, tránh đến những nơi âm u tối tăm. Vậy nên tuổi Mão cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần, hóa giải hạn Thái Tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Trên đây là những tướng tay gắn với số mệnh mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh sang hèn số phận của một con người. Tuy nhiên chúng ta nên biết, tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó là thiện hay ác, sẽ có biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu tướng răng không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng, số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để có thể gặt hái được kết quả tốt. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.